Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Quang Hạnh. Bộ nồi Fischler Original Profi Collection 6 món là một trong những sản phẩm hoàn hảo nên có mặt trong mọi không gian bếp. Và nếu bạn đang tìm kiếm một bộ nồi xịn sò, ưu việt thì đừng bỏ lỡ video này vì Toàn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin của bộ nồi này tới mọi người ngay bây giờ nhé. Bộ nồi Fischler Original Profi Collection 6 món được thiết kế vô cùng tinh xảo, làm bằng chất liệu thép không gỉ 18/10 sáng bóng, chắc chắn và cực kỳ ổn định, dễ dàng vệ sinh và bền bỉ như mới trong suốt quá trình sử dụng lâu dài. Cấu tạo đáy của bộ nồi Fischler sử dụng công nghệ Kusta là sự kết hợp giữa 3 lớp kim loại để tối ưu hiệu quả của từng loại chất liệu gồm phần tiếp xúc với thức ăn bên trong là thép không gỉ 18/10 an toàn cho sức khỏe, ở giữa là đĩa nhôm 8mm giúp truyền nhiệt dẫn nhiệt tốt nhất. Cuối cùng tiếp tục là lớp thép không gỉ 18/10 bên ngoài giúp nồi Fischler sử dụng tốt trên mọi loại bếp kể cả bếp từ. Điểm đặc biệt ở lớp ngoài cùng của nồi với hoa văn hình sao Kusta độc quyền được thiết kế bắt mắt, một đặc điểm nhận diện của bộ nồi Fischler. Bên cạnh đó, các hoa văn này sẽ giải quyết triệt để vấn đề giãn nở về nhiệt khi nung nóng kim loại, giữ cho đáy nồi luôn phẳng, hấp thụ toàn bộ nhiệt lượng từ bếp và tỏa đều khắp nồi. Sản phẩm bộ nồi Fischler Original Profi Collection 6 món bao gồm một nồi có nắp đường kính 20cm dung tích 3,9 lít, một nồi nồi có nắp đường kính 16cm dung tích 2 lít, một nồi nồi có nắp đường kính 24cm dung tích 6,3 lít, một nồi nồi có nắp đường kính 20cm dung tích 2,6 lít, một xưởng hấp đường kính 20cm và một quánh có cán không nắp đường kính 20cm. Mỗi sản phẩm sở hữu thiết kế tay cầm rộng, dễ dàng di chuyển trong thời gian nấu. Với kỹ thuật hàn ghép tinh xảo, tay cầm được gắn chặt vào thân nồi và có khả năng chịu lực lên tới 150kg. Nắp nồi có kính trong suốt cùng thiết kế kim loại nặng sẽ khít chặt với thành nồi, giúp giữ chọn hương vị của thức ăn cũng như giữ ấm lâu khi bạn chưa dùng tới chúng. Sản phẩm sở hữu thiết kế vành rót rộng không bị tràn ra ngoài hay nhỏ giọt gây phiền nhiễu hoặc thực phẩm dính ra thành nồi. Trong lòng của mỗi sản phẩm đều có thang đo tiện ích, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát được lượng nước hay thực phẩm cho vào nồi. Fischler Original Profi Collection 6 món, bạn có thể thỏa mãn niềm đam mê về ẩm thực, sáng tạo ra nhiều món ăn ngon đa dạng cho gia đình của mình, đồng thời không phải lo lắng bất kỳ vấn đề gì trong quá trình sử dụng cũng như tuổi thọ của bộ nồi. Sản phẩm đang có sẵn tại các showroom của Điện Máy Quang Hạnh với thời gian bảo hành bắt từ lên tới 10 năm. Các bạn có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi ngay tới hotline 024-6260-4488 để được các nhân viên tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện Máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1-1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.